Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Crystal Clash Thú Vật Đại Chiến nhé. Và nếu anh em là fan từ game này thì hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất. Thì chúng ta vẫn sẽ ở nguyên cái arena này. May quá không bị giảm rank. Rồi chúng ta sẽ bonus thêm 8200 chuối. Chúng ta vẫn đang ở Sunset anh em ạ. Và chúng ta đang lên Star and Moon, mặt trăng, sao và mặt trăng. Ok, và chúng ta vẫn đang ở cái chế độ là Champion 5. Với cái đội hình này thì liệu rằng chúng ta có đánh được không ta? Có lẽ là vẫn sẽ chơi được Champion 5. Chúng ta không có cái nhiều cái sự gọi là update, nâng cấp mới. Nó quá mạnh cho lắm, nó chỉ tầm trung bình thôi. Không có nó là quá mạnh. Ok, vào thôi, chiến đấu thôi. Lên nào anh em ơi. Chúng ta đang tìm trận chiến để xem là trận tiếp theo chúng ta sẽ như thế nào. Đợi khoảng 24 giây. Đây rồi, vào trận rồi anh em ơi. Trận đấu đầu tiên khi rank mới, mùa mới. Bắn kiểu gì nhỉ? Ok, chúng ta sẽ hơi khó chơi dành cho chúng ta nha. Thẳng cái dây trước á, tí sau nó ru ngủ mình thì mình sẽ lại dùng con kia, đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả. Ui, lửa sợ thế nhở, lửa sợ thật sự luôn ạ. Wow, cái dây này rất là yếu, cực kỳ là yếu luôn. Và chúng ta đang cố gắng đóng băng chăng? Không, không đóng băng. Ồ, hơi cứng nhá. Bên này thì cái con này sẽ có tác dụng là sẽ ví dụ bị đóng băng hoặc là bị ru ngủ thì chúng ta sẽ được giải búp, khá là hay. Có ai chết không ta? Không ai chết luôn, không bất kỳ một người nào chết luôn. Khá hay, khá hay. Ôi không giết được à? Thế sao vậy? Không hiểu luôn. Chết hai con, có thể là ba con. Chết chùm đấy, dạng như kiểu là chết chùm vậy. Khá là gớm. Rồi, mình sẽ muốn cho nó chắc cú. Cái này siêu to và nó sẽ chắc chắn đến 100% nó sẽ cắt được. Oh, wow. Rồi, trận thắng đầu tiên. Khá là ổn áp. Và mình sẽ xem trong này sẽ có thanh niên nào cực mạnh không. Để mình sẽ gọi là thách đấu với thanh niên đó. 4K6 à. Trump này, vẫn có Trump này. Lucking Hot Dogs này, 4K mấy này, toàn này. Vẫn là những cái người cũ anh em ạ. Trên cái phần mới này cũng không có quá nhiều người cho lắm. Ok, tiếp tục là tìm thêm trận chiến anh em. Khá là đau tay. Rank mode Chi Sua Han với 3/10. Chúng ta sẽ cần phải thắng khoảng 10 trận nữa thì sẽ lên, sẽ được cái hòm. Hòm thì nó sẽ chứa con lợn. Và con lợn mình khá là thích. Đấy. Nếu được con lợn thì mình sẽ thay cho con chứ biết sẽ thay con gì. Con lợn thì nó sẽ hơi yếu khi tấn công, nhưng mà nếu chơi về lâu về dài để thủ ấy thì nó cũng rất là khỏe. Yes. Và con lợn thì như ném phân. À, con lợn ném phân vào như là sẽ không nhớ lắm. Là cái gì nhỉ? Cái khiêng hình như đây rồi, khiêng ở dưới ạ. Khiêng ở dưới. Rồi, chúng ta sẽ không. Hợp lý, như này là hợp lý. Ui nó trâu lắm nhỉ. Upside down. Gì đây? Lâu lắm, cái cứng lắm em. Cái cứng lắm còn hồi máu cơ. Nên nhầm. Tốt. Rồi. What the fuck, cái gì đây? Tại sao nó lại giật lại nhỉ? Khó chịu ghê. Oh, wow. Cho nó ngủ anh em ơi. Cho này nó ngủ đi thôi. Ngủ quá dễ luôn. Ôi chết luôn ạ. Nó chết luôn anh em ạ, chứ chẳng phải ngủ nữa. Để giật điện anh em ạ, giật điện thôi. Uầy, to thế.
Nó tấn công một con gì? Trên cùng à? Cái dây kia thì khó lắm, khó giết lắm nhá. Không phải dễ giết đâu anh em. Ôi trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi, con ví một đòn rồi. Thế nhỉ? Ghét thế nhỉ? Ngủ đi cưng ơi, ơi ơi, đừng mà thua trận này nhá. Mình phí hai đòn luôn ạ, chẳng hiểu để làm gì luôn. Không hiểu luôn. Chẳng hiểu kiểu gì luôn, nó búp kia. Kinh quá. Chết thì chưa chết được. Thế mới điên. Chưa chết được. Thế nhờ, cái này hồi máu thêm một tí và nó sẽ đập cái trên kia của mình. Ghét thế nhờ. Vẫn chưa gãy được. Vẫn chưa gãy được. Hay quá. Nó búp cái gì đó. Trận này ta hơi tệ nha. Sorry anh em rất nhiều. Còn một con nữa thôi. Có lẽ chúng ta sẽ thắng thôi. Không thể nào nó đập được nát cái này đâu. Cố gắng hết sức. Đấy, nó cố hết sức để nó đập cái này thôi. Rồi thì mình chứ là mình hy sinh. Tại vì rung vậy. Lắc vậy. Lắc này. Trận này thì mình cũng sẽ rất là tốt. Vẫn có thể hạ được. Lên sao anh em, lên 4 sao. Và có lẽ chúng ta có lên được rank mới không nhỉ? Chúng ta chờ xem. Lên rank mới là một cái điều gì đó rất là khó. Không hề dễ đâu nha. Lên rank mới siêu khó luôn. Không dễ như chúng ta tưởng đâu. Đợi. Chúng ta đang đợi người. Đang đợi để vào chơi. Một trận cuối cùng. Không phải trận cuối cùng mà là trận cố gắng lên rank phát. Ơi, nhiều phết. Nhiều thứ để chơi phết đây. Tower Lewis 2 ngày. Chúng ta sẽ cũng chỉ có 2 ngày. Ngày lần nào chỉ có 2 ngày để chúng ta có thể là nâng cấp người các kiểu. Đây rồi, vào thôi anh em. Lại có một cái búp rất khó chịu ở bên này. Đó chính là khá là gớm ra. Sức mạnh khá là đáng nể. Rồi, nhắm thẳng vào cái dây thôi anh em. Nó làm gì đây? Chết đi đúng rồi. Ôi dồi, double luôn. Gớm thật. Tăng cường sức mạnh nào anh em. Tốt, chúng ta đang hạ cái dây nó rất nhanh. Búp cả đam cả các thứ vào đây. Nguy hiểm, khi chết hai con là mình sẽ đai. No. Hay quá. Vỗ tay. Bây giờ thì chết luôn cả con là sao. Hay ghê. Để búp đam mà. Cho được búp đam độc ạ. Oh my god, may nhá. May là con này nó cũng rất là trâu bò. Trâu vãi lều. Cái này hay hơn là dùng phát cuối đã nên dùng con này. Và mình đang cố gắng lên cái rank mới. Hiện tại đang gọi là vô đối trong này rồi. Không phải vô đối đâu. Gặp thanh niên kia vẫn sẽ vào đấy thôi. Nhưng mà đang hiện tại là bất bại. Bất bại thì nó sẽ là hợp lý hơn. Với cái từ vô đối. Vô đối thì nó hơi ấy quá. Không vô đối đâu anh em. Chúng ta thua. Gặp team khác vẫn thua như thường. Bây giờ mình chỉ cần lên cái crystal thôi. Tôi đang rất là hy vọng là sẽ lên được cái rank crystal anh em ạ. Rất là hy vọng luôn. Cái rank crystal nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Crystal xong rồi là master. Hay là cái gì ta? Dự không biết là phải mấy trận nữa mới lên được cái rank crystal đây. Phải nhất phải 2 đến 3 trận nữa thì chúng ta mới có cơ hội chạm được vào cái rank crystal. Lâu thật sự. Ây da. Rồi.
đừng thua là được. Nó sẽ chơi cái kiểu gì nhỉ? Dây này hơi cứng nha. Thực sự để mà đập được cái dây này thì đâu không phải đơn giản một chút nào. Dây gì đây? Dây này khó phết đây ạ. Dây này khó phết đây ạ. Không hề dễ đâu. Rồi, hạ con dưới đi. Không, hạ con dưới này. Tiếp tục con mèo chăng? Có đập chết được không? Chưa được. Nhưng mình sẽ giết con mèo này luôn không? Sau đó vẫn dùng cái lửa kia được. Tất nhiên là thôi anh em ạ, chúng ta sẽ tập trung đam vào cái này đi. Kệ méo nó, không cần phải quan tâm nó nhiều đâu. Cắt dây rồi. Ôi ôi, chết rồi, biết làm nào. Chết tiệt thật sự luôn anh em. Không kịp rồi, làm sao mà cắt được dây bây giờ. Đấy, nó là cả vấn đề ở đây. Xong rồi. Nó sẽ cắt hai cái dây của mình và mình thua, mình sẽ bị rơi ranh nữa anh em ơi. Nhỏ thế nhỉ. Chết rồi, ok. Có khi nào lại thua chăng? Hay thế nhở. Đánh tốt thế ta. Phải đánh siêu tốt luôn. Thôi không xong rồi, không được rồi. Mình đánh ngay từ đầu, mình cắt ngay từ đầu thì có vẻ là hợp lý. Không nên ranh. Cay cú thật sự nhỉ. Hay thế nhở. Anh ấy thì ôi thì đi làm ranh rồi. Mày quá, vẫn chưa xuống cái ranh ở đấy quá. Nó mất thời gian hơn rất nhiều để cho nó lên ranh được. Cho nó chọn sai hướng cái là ăn đòn ngay. Sợ thế nhờ. Chỗ này cái này đánh kiểu gì đây? Hoa hồng. Tôi chấp nhận tôi hy sinh cái này mà. Chấp nhận hy sinh cái này mà anh em. Cái này cũng khó đập, không phải dễ đập một chút nào đâu. Đấy là được tăng đam nha. Độc à? Độc nhắm vào con gì đây? Cứ đánh thoải mái đi. Chúng ta sẽ cứ giảm máu nó xuống trước. Mình chưa thể chết được đâu. Độc còn lâu. Độc phải 2-3 turn nữa tôi mới chết được nha. Đấy, thấy chưa? Nhất phải 2-3 turn nữa tôi mới chết được. Cái dây của nó sắp đứt rồi. Dây nó sắp đai rồi. Độc ạ. Vẫn cố đấm ăn xôi thật sự luôn. Reset à? Ok, bây giờ thì nhắm thẳng vào cái dây thôi. Không nói nhiều. Một hit nữa thôi là sẽ chết. Nhưng mà liệu rằng mình có trụ được không? Đàm vừa va vẫn hiện chết. Ui, chưa chết được. Ui ôi. Cái dây phải gió thật sự luôn ạ. Tôi bảo chết nhá. Ok, mình vẫn còn một con nữa anh em ạ. Còn đây con này nữa để có thể ạ. Ôi mày vẫn may mắn, vẫn là may mắn. Ok, đường lên rank khó thế nhờ. Đường rank khó hay lều. Ai bảo dễ nào? Khó vãi trưởng. Cho tôi thắng khoảng 2 trận nữa thôi là tôi sẽ lên rank rồi. Khó kinh hoàng. Hay mình tìm đối thủ nó nhẹ ký để mình chơi ta. Trời quá. Thật sự là mệt. Rồi, ok. Tôi đã mơ say. Chỉ là vào rồi sẽ đi đâu.
Bây giờ dồn đam vào con này cho nó ngủ các kiểu, xong rồi dồn đam xong rồi đánh nó thôi anh em. Chắc là vậy thôi. Ui to thế. To thế em. Búp lên nào. Nó chỉ dùng con này thôi và nó sẽ đánh mấy con ở dưới. Ồ, hai. Hai 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 hai. Hai. Hay lắm. Con này tỉnh dậy thì mình lại cho nó ngủ tiếp. Thế thôi, việc cứ tỉnh dậy em cho ngủ tiếp. Oh, invisible. Giật xét anh em. Tại vì nó quá là cao nên không thể xịt được. Vấn đề này. Vấn đề là không thể xịt được anh em ạ. Chúng ta rất là nhiều cái phương án để tiếp cận nó. Làm gì? À, ai chà chà. Ai chà chà, gớm phết nhờ. Gớm nhà mày này. Double, hay lắm, Brazil. Ồ, nhưng mà tôi cần phải 2 trận nữa cơ. Nhất phải 2 trận nữa thì tôi mới có thể thắng được mà và lên rank được cơ. Khó ghê. 2 trận nữa thôi, em ơi, là tôi có thể lên được rank rồi. Khó ghê, khó ghê, khó ghê, khó ghê. Chưa giờ chơi những trận nó khó khăn như thế này. Lên rank không phải là một cái điều gì đó dễ dàng một chút nào luôn ạ. À. Cố lên nào, tôi sẽ cần phải lên rank. Hai trận nữa thôi là tôi sẽ lên rank rồi, mà không lên được thì qua đang tiếp. Làm miếng nước á, cho tỉnh táo phát. Ôi, bắt buộc đánh cái này thì mới lên rank được này. Còn nếu mà đánh với người chơi bình thường thì sẽ không thể lên rank nổi. Một trận lâu quá, tìm mai mới được có đối thủ anh nhỉ. United Kingdom, cầu mong là đừng có giết mình nhá. Ok, rồi, let's go. Bây giờ thì đây, thẳng cái này vào như thế này. Hơi khó giết, hơi khó đánh nhỉ. Nó sẽ dùng con mèo. Giữ con mèo trước anh em ơi. Giữ con mèo trước. Khó ghê. Rất khó để giữ con mèo luôn. Cho nó ngủ đi, không hợp lý đâu. Giữ con đấy trước anh em. Ôi, cái gì đây? Trời ơi, tôi thua rồi, tôi thua rồi, thua rồi. Cái gì đây? Không thể tin được mắt mình đã. Mình làm cái gì thế? Mình chơi trò gì vậy? Mình làm cái trò gì vậy? Tôi làm cái trò méo gì vậy? May quá, hình như nó sẽ chết. Ồ, hay quá. Đừng có lửa nước gì nhá. Sợ lắm đấy. Siêu cao khổng lồ. Ôi hồi, 2222. Siêu to khổng lồ này. Invisible luôn. Hơ. Ồ, tàng hình rồi. Bắt tàng hình rồi cưng ơi. Tiếp tục cho ấy thôi. Cho ngủ rồi. Nhưng không cần nữa. May quá. Sắp chết rồi, một đòn thôi là sẽ chết cả hai con. Nó không kịp vào đóng băng tất cả đâu. Nó mà nhằm trúng nữa thì đúng là bó tay. Chết một bé. Ok. Chắc chắn là mình sẽ phải hy sinh thế rồi. Chết hai bé, hay. Rồi, hay rồi, tôi có một trận nữa thôi anh em ơi. Một trận duy nhất nữa thôi để có thể lên được rank rồi. Quyết tâm là lên rank mới. Lâu quá. Lâu quá, lâu quá. Rồi, rồi. Một trận cuối cùng. Lần đầu tiên sẽ chạm được vào một cái rank mang tên là Crystal. Trận này thua thì sao ta? Để thua thì tiếp tục đánh thêm 2 trận nữa. Em cũng quỳ luôn. Nếu mà trận này thua thì em cũng quỳ luôn đấy. Con nguy hiểm nhất của nó. Gấu. Mèo. Đấy. Hai cái loại thể loại dây nó sẽ cắt rất là thấm, rất là đau. Đóng băng. Gây ngủ. Những con là ác mộng đối với mình. Cực kỳ là ác mộng của chúng ta những con đấy.
làm gì đây? Lửa, voi. What the fuck? Cái gì đây? Sợ thế nhỉ? Ôi, nhầm rồi. Xong rồi. Ủa, xong rồi, chết rồi. Còn này vỡ mồm à? Bắn lần này còn tệ chứ. Rồi ok, giết bọn này xong là chúng ta sẽ thắng. Lửa không được, lửa không ăn được mình. Ồ, may quá là cho nhỏ con này lại. Lý do là... Lửa này không ăn được mình anh em ạ, tại vì là... Ôi thắng rồi, có khả năng là tỷ lệ thắng rất là cao. Đấy, nó búp kìa, nó giải luôn kìa, hay chưa? Búp giải luôn anh em, được nó. Cái dây này thì không ăn thua lắm. Chính xác là cái này không ăn thua lắm, mình giết con này luôn anh em ạ. Giết con đầu tiên luôn này. Đừng, nhầm. Ôi nhầm. Nhầm, ok, tỷ lệ thắng chúng ta đang khá là tốt rồi đấy. Con này thì nó khá là khó giết mình đấy. Ui to thế, to vãi. Ui sợ đấy. Khả năng xuyên phá này của mình đang khá là tốt. Khả năng heal lên và hồi máu để cho dây đã nhỏ rồi. Tỷ lệ thắng là quá cao, ta sẽ lên rank nha anh em ơi. Chờ đợi lên rank rồi, cuối cùng tôi lên rank rồi, hay quá. Không biết mới xem biển năm, mới là xem biển năm. Đánh còn lâu mới lên rank được cái này. Crystal là cái rank mạnh nhất à. Oh my god, đánh vỡ mồm. Thôi chắc để mai lên rank thôi. Rồi thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.